cũng phải có trí tuệ các vị. Tu mà không có trí tuệ gọi là tu gì? Tu mù. Ngày xưa chúng tôi đi học Đức Đệ Tam Pháp Chủ, Ngài nhắc đi nhắc lại á, các thầy này phải luôn luôn nhớ cho chúng tôi này, học mà không tu thì tăng trưởng tri kiến ác. Tu mà không học á, là tu gì? Tu mù. Cho nên á, Hòa Thượng nhắc đi nhắc lại, nhắc tái nhắc hồi, nhắc rất nhiều lần, nhắc chưa thấy đủ, cụ mới ghi lên trên bảng bốn cái chữ là gì? Trên ban trên bảng á, ban trên cái bảng học của học sinh. Học sinh thì ai cũng phải nhìn lên bảng, mà ban trên cái bảng đen á, để viết cái bài giảng hàng ngày của các giảng sư á, là bốn chữ đích thân Hòa Thượng viết lên đó là duy tuệ thị nghiệp. Đó, bốn chữ duy tuệ thị nghiệp. Để mà nhắc nhở, để mà cảnh tỉnh, để mà sách tiến tăng ni hậu học như chúng tôi. Thế nào là duy tuệ thị nghiệp? Duy là duy nhất, là chỉ có, chỉ có một mà thôi, không có hai, đó gọi là duy. Tuệ là gì? Là trí tuệ, là sự hiểu biết để nhận chân được các pháp tà chính chân ngụy đại tiểu thiên viên, như Ngài Tỉnh Am Đại Sư đã nói ở trong Khuyên Phát Bồ Đề Tấm Văn đó. Đấy gọi là tuệ. Thị là gì? Chữ thị có nghĩa là. Chữ thị có nghĩa là. Nghiệp có nghĩa là sự nghiệp. Sự nghiệp của chúng ta là cái gì? Người tu hành thì sự nghiệp của người tu hành là gì? Có phải vì làm giàu không? Có phải vì miếng cơm manh áo không? Có phải chỉ trốn tránh việc đời không? Không. Sự nghiệp của người tu hành chân chính đó là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh. Đấy là sự nghiệp của những bậc xuất gia tu hành chân chính. Cho nên á, của tổ cũng mới dạy là gì? Chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp của người tu chúng ta. Cho nên là các thầy tu gì thì tu phải có trí tuệ, phải có kiến thức. Cái kiến thức ở đây đầu tiên là kiến thức Phật học. Kiến thức Phật học mà lấp đủ rồi thì thêm cái kiến thức thế học nữa. Kiến thức thế học này là kiến thức thế gian đó. Thêm kiến thức thế học nữa để làm gì? Để mà hoằng pháp, giáo hóa, độ sinh, trợ duyên cho công việc hoằng pháp nó được viên mãn, nó được tròn đầy, và nó được nhiều người yêu, nhiều người quý, nhiều người thích, nhiều người hoan hỷ, nhiều người chấp nhận. Thì không chỉ có kiến pháp Phật giáo là đủ các quý vị, mà phải có cả cái kiến thức gì? Không chỉ có kiến thức Phật giáo là đủ, mà phải có cả kiến thức ở ngoài thế gì? Thế học ở ngoài thế gian nữa. Ví dụ như là các vị đến hỏi thầy, bạch thầy, nhà con tới đây muốn lập gia đình cho đứa con trai, nhưng mà họ bảo cái tuổi ấy là tuổi kim lâu không cưới được, nhưng mà các cháu nhà con nó cũng muốn cưới năm nay. Đi xem ông thầy ở ngoài thì họ bảo là năm nay tuổi nó kim lâu không cưới được. Thế con chả biết làm thế nào thầy ạ. Nay con chỉ thôi đến cửa Phật gặp các thầy, mong các thầy cho chúng con lời khuyên. Bây giờ thì ông thầy đang bảo là con trai nhà con năm nay kim lâu không cưới được, còn cháu nhà con thì nó bảo nhất định phải cưới năm nay, nếu không cưới năm nay con không bao giờ lấy vợ nữa. Làm thế nào đây? Nghe theo con trai hay là nghe theo ông thầy? Các vị, nghe theo ông thầy thì mất con trai, nghe theo con trai thì lại gì? Lòng lo lắng không yên. Làm thế nào? Ra chùa.
Ông thầy ông dở sách, ông bảo tuổi kim lâu là thật rồi, 1368 là kim lâu, làm nhà cưới vợ đậu trâu thì đừng. Ngày xưa các cụ bảo như thế thật rồi, đúng rồi. Năm nay nó 28 tuổi chẳng hạn, con trai mình 28 tuổi kim lâu thật rồi. Ra chùa, nếu mà các thầy các sư không học một tí nào về thế gian pháp, không học một tí nào về pháp phương tiện ở thế gian, rồi sư ra để làm luôn cho mà câu nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân. Phật dạy thế đấy. Ngày nào mà mình làm được việc tốt, mình sống đúng, sống thật, thì ngày đó là ngày ngày đẹp, tuổi đó là tuổi đẹp. Các Phật tử không có phải lo gì cả, bà con nhân dân cứ yên tâm. Có yên được không? Xin thưa các vị, yên làm sao được? Nó ăn sâu vào trong tiềm thức, ăn sâu vào trong a lại gia thức của cái người dân, người Phật tử, cái người dân kia rồi. Họ đi xem ông thầy dở sách ra bảo tuổi con trai của họ 28 tuổi là kim lâu, không thể lập gia đình được với tuổi kim lâu, vân vân ABC. Ra chùa ông sư ông ấy, thầy chùa lại cho một câu gì, lấy giáo lý của thầm thâm vi diệu của nhà Phật ra, nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, bảo không phải lo gì cả về nó muốn cưới ngày nào thì cưới, cưới tháng nào thì cưới, cưới năm nào thì cưới. Dân họ không có tin, họ không có nghe, họ không có theo. Và thậm chí họ còn nói là gì, ông sư này gì dốt đặc cán mai, dốt dài cán thuổng, hỏi cũng như không. Tôi mà làm được như thế tôi đã hỏi ông làm gì, đúng không? Tôi mà ngày nào cũng làm được việc thiện, người nhà tôi người nào cũng làm việc thiện, ngày nào cũng làm việc thiện, năm nào cũng làm việc thiện, tôi phải ra cửa Phật để gì, để hỏi các thầy làm cái gì nữa. Chính vì nhà tôi còn cái khiếm khuyết, nó chưa được như bậc thánh nhân, chưa ngày nào cũng như Phật, như Bồ Tát được, tôi mới ra tôi hỏi các thầy chứ. Lòng tôi bất an tôi mới ra hỏi các thầy chứ. Tôi an tôi ra hỏi các thầy làm gì? Cho nên nếu là người gì có Phật học, có cả thế học, thế bảo là rồi thôi, thế hỏi ra rồi, 28 tuổi đúng không? Con trai nhà bà 28 tuổi đúng không? 28 tuổi đúng không? 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 tuổi kim lâu thật, nhưng nó vào trạch gì? Trạch phúc. Cho nên nó vào trạch phúc, kim lâu trạch phúc, nó vẫn gì? Cái phúc, có cái phúc nó kéo lại. Thôi về chịu khó, bảo các cháu này gì? Sống ngay thẳng thật thà, làm nhiều việc thiện, phóng sinh tu phúc giúp đỡ người nghèo, để gì? Để gieo cái hạt giống vào trong cái trạch phúc ấy, để cái hạt giống ở trong trạch phúc ấy nó gì? Nó đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái, thì nó sẽ gì? Nó sẽ tiêu được cái gì? Cái tuổi kim lâu kia. Yên tâm chưa? Yên tâm quá còn gì nữa mà. Đấy, giải thích như thế. 28 cũng là kim lâu, nhưng kim lâu nó vào trạch trạch phúc. Cho nên được. Bây giờ thì hỏi tuổi người yêu nó, đứa con dâu sắp cưới kia nó bao nhiêu tuổi? Bảo con dâu là 25 tuổi. Ôi 25 tuổi à? 25 tuổi thì không phải kim lâu. Làm nhà xem tuổi đàn ông, lấy vợ xem tuổi đàn bà. Ấy, nếu mình không học làm sao mình biết được làm nhà xem tuổi đàn ông, lấy vợ xem tuổi đàn bà, đúng không? Cho nên phải học. Đấy gọi là phương tiện pháp. Giống như con đò để đưa người qua bên kia sông. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói gì? Thầy chùa là bùa làng, là như thế các quý vị. Đấy, thầy kể mấy lần là Đức Đề Tam Pháp Chủ gì? Con lợn nó không ăn, nó làm cái mấy quả ổi, mấy quả nhãn ra để nó gì? Mấy sấp vàng hương ra nó lễ Phật, lễ Tổ, nó bạch Hòa Thượng, nó cứu nhà con với. Hòa Thượng bảo cứu nhà con, tưởng là chồng của bà ấy làm sao. Hỏi ông ấy làm sao? Mà không, ông nhà con bình thường. Thế thầy Hòa Thượng cứu nhà con với. Làm sao mà cứu? Bảo con lợn là nái nhà con nó mới đẻ con 6-7 con, nó không ăn, và nhà con cả năm
Nay là nhà con chỉ trông chờ kinh tế nhà con nuôi các con ăn học, lấy kinh nhờ vào gì? Cái đàn lợn con kia nuôi 2-3 tháng thì nó thành lợn sữa để xuất cho người ta thôi. Cho nên Hòa Thượng cứu nhà con. Cụ bảo chả biết làm cách nào. Người ta ra người ta kêu cứu mà mình không cứu không được. Cho nên cụ mới bảo là thôi đi lên chùa dâng lễ thắp hương lên. Cụ lấy cái vỏ hương, cái vỏ hương, cái tờ giấy, giấy vỏ hương mà cái tờ giấy đỏ đỏ ấy, cái vỏ hương cái miền Bắc nó thắp hương ấy, vỏ giấy đỏ đỏ, cụ làm cho 4-5 cái lá bùa. Mà cái lá bùa nó viết có mấy chữ thôi, mỗi cái lá bùa cụ viết cho 3 chữ là gì? Chư lực sĩ. Chư có nghĩa là con lợn, chư lực sĩ có nghĩa là gì? Khỏe, khỏe mạnh. Chư lực sĩ có nghĩa là con lợn gì? Lợn nó hãy gì? Hãy khỏe lên, khỏe mau lên. Đấy, cụ viết ra 3-4 cái lá bùa đó, cụ lên chùa tụng đại bi thập chú, xong rồi đọc sớ cầu an cho gia đình, thậm chí cụ bảo đọc an cho cả mẹ con lợn, vì con lợn nó cũng là một chúng gì? Chúng sinh. Cho nên cụ bảo đấy nhá, lễ xong rồi mấy cái lá bùa này về lá thì đốt ra, lấy cái cho vào trong gì? Trong cái cám nó cho nó ăn. Một lá thì cho lên trên nóc nhà con lợn, một lá cho lên cửa nhà con lợn, còn một lá nữa nếu mà gì, nếu mà cho ăn á, sáng nay trưa nay mà ăn chưa xong thì ngày mai đốt ra cho nó ăn tiếp. Thế là sáng hôm nay người ta ra sớm lễ, sáng sớm hôm sau vừa tờ mờ vừa tụng kinh, chưa xuống khỏi nhà, tới nhà tổ chưa giải y, nghe cái tiếng A Di Đà Phật. Các cụ ở nông thôn ngày xưa ấy thế mà. A Di Đà Phật to ở tít ở ngoài cửa ngoài ấy, ai mà sướng chùa Giáng thấy cái cửa với cái nhà thờ tổ là cách xa 50 mét, A Di Đà Phật phải thật gì, thật là to thì mới nghe thấy được. Hòa Thượng vừa kể vừa cười bảo nghe cái tiếng nó giống cái bà hôm qua. Hôm nay nó ra sớm thế này mà không may tối hôm chiều sáng hôm qua làm lễ cho mấy lá bùa mà về cả mẹ con lợn nó chết thì nó ra bắt đền thì chết tối. Hòa Thượng bảo là thôi, đang đắp y vừa trên chùa xuống chưa kịp giải y, liền là đi ra cửa luôn. Ra thì vừa nhìn thấy xa xa bà A Di Đà Phật, bạch Hòa Thượng mở cửa cho con vào với ạ. Hòa Thượng nghĩ trong bụng bà là mình cũng thấy lo, sáng hôm qua người ta ra lễ mà nay mà về mà con lợn nhà nó thì nó chết, mà nó bỏ con lợn nái nó chết thì đương nhiên cả đàn con nó không gì, không có sữa thì nó cũng chết theo, thì người ta bắt đền thì chết thôi, nó làm ầm lên thì chết. Nhưng Hòa Thượng bảo vừa mở cửa ra thấy hôm qua thì người ta xách cái túi bóng mấy cái quả ổi, mấy cái quả nhãn, nhưng sáng nay là thấy người ta xách cái làn gì. Ngày xưa đi lễ là đi lễ mà tươm tươm là thường xách cái làn hoa quả, thường có cân gì, cân cam hoặc cân táo gì đó. Hòa Thượng bảo thấy người ta xách cái làn, thấy cái lễ nó gì, nó tươm tất hơn một chút. Hòa Thượng nghĩ trong bụng là chắc là ổn rồi, tốt đẹp rồi, ra lễ tạ Phật tổ rồi. Mà quả thật vừa mở cửa ra là vào, ôi giời, Hòa Thượng ơi, Phật pháp nhiệm màu quá, Hòa Thượng nhiệm màu quá, nhờ vào cái ân đức của Hòa Thượng, nhờ vào mấy lá bùa của Hòa Thượng về, con đốt ra con cho vào cám cho nó ăn bữa trưa và bữa tối, nó ăn và sáng đến đêm nó cho con nó bú rồi, và sáng hôm nay gì nó bình thường cho nó ăn gì, nó ăn khỏe rồi Hòa Thượng ạ. Ôi rồi, Hòa Thượng bảo đấy. Các vị thấy không, Hòa Thượng kể cái thầy chùa là bùa làng cho chúng ta thấy. Nếu mà Hòa Thượng nói sư ở miền Bắc này chủ trì chùa của dân, mà chùa của dân ở miền Bắc chúng ta là quan niệm là gì? Đất vua chùa làng, chứ không phải chùa của giáo hội. Giáo hội là quản lý và hành chính thôi, còn đất vua chùa làng. Từ Huế trở vào á, thì đất vua chùa của giáo hội, chùa của chư Tăng. Chư Tăng có thể điều tăng ni từ chùa này sang chùa kia, giáo hội có thể điều như thế. Nhưng miền Bắc thì không. Miền Bắc chúng ta, thầy ở chùa Khai Nguyên này, nhân dân thỉnh thầy về thì thầy mới được về. Giáo hội không thể bổ nhiệm thầy được khi nhân dân không đồng ý. Nhân dân chính quyền không đồng ý thì giáo hội cũng bó tay. Cho nên miền Bắc chúng ta thì cái văn hóa, cái phong tục tập quán một quốc gia, nhưng mà khu vực phía Bắc
cái văn hóa tín ngưỡng Phật giáo ở phía Bắc chúng ta gì? Quan niệm từ xưa là đất vua, chùa làng. Tức đất là của quốc gia công thổ, còn chùa là của gì? Của làng, của xã, của phường, của khu phố, của nhân dân. Tăng ni về gửi thân để hành đạo, hoằng pháp á, lợi sinh mà thôi, chứ không phải chùa của sư. Sư chỉ là bổ nhiệm trên danh nghĩa để cho chịu trách nhiệm về các hoạt động Phật sự của với pháp luật nhà nước và với giáo hội mà thôi. Chứ vẫn phải gì? Nhân dân là gốc, lấy dân làm gốc, dân là gốc. Đấy, cho nên Hòa Thượng mới nói rằng chúng ta mà không học, không có kiến thức để đối nhân xử thế, để tiếp độ dân chúng, để giáo hóa quần sinh. Cho nên các thầy phải học. Chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp và đích thực của người tu. Chỉ có đạo hạnh, chỉ có phẩm chất mới cảm hóa được lòng người, mới an định được dân chúng. Hay lắm. Cho nên chúng ta thấy, nếu mà không học, không có phương tiện, không học cái phương cái những cái thế học, những cái phương tiện là thế học ngoài đời, ngoài xã hội ấy mà. Đấy, dân người ta bất an, người ta khổ, người ta xem ông dở sách, xem ông thầy cúng, ông thầy bói. Người ta thấy bất an và con trai người ta 28 tuổi kim lâu, không lấy được, không cưới được. Cái thằng con trai nó bảo năm nay mà bố mẹ không cưới cho con là con nhất định không lấy vợ nữa. À, đứng trước ngã ba đường như vậy, nghe con trai hay là nghe ông thầy, hay là tự mình quyết định thì chẳng biết cái quyết định kiểu gì. Quyết định theo con trai thì lại lo ông thầy ông nói đúng, bảo cưới năm nay và kim lâu rồi về một thời gian sau nó đúa lệch, hoặc vợ chồng nó không hạnh phúc, hoặc là ABC gì gì đó, đủ các thứ sợ. Cho nên nghe theo con trai để sợ ông thầy đúng thì mình không mất con trước thì lại mất con sau. Nghe theo ông thầy thì mất con trai ngay từ bây giờ, nó bảo cả đời nó không lấy vợ thì tuyệt tự, tuyệt tôn thì chết toi, nguy hiểm vô cùng. Cho nên cũng không được, thôi ra chùa. Thầy chùa là bùa làng. Cho nên ra chùa là gì? Cái nơi mà cuối cùng người ta tin tưởng. Thì ra chùa các thầy gì? Bấm 28 tuổi đúng không? Ừ, kim lâu ông thầy xem sách, ông thầy nói đúng đấy. Nhưng mà kim lâu vào trạch phúc, nếu gì biết tu phúc hành thiện, làm nhiều việc tốt để gì lấp đầy vào đó, thì cái phúc nó sẽ gì? Nó sẽ tiêu hết cái tội kia đi. Cho nên vẫn cưới được, không sao, cưới được cứ yên tâm. Chỉ cần gì? Đoạn ác tu thiện, làm phúc thật nhiều, giúp đỡ người nghèo, làm hiếu thảo với ông bà, với cha mẹ, tốt với mọi người chung quanh, thế là sẽ được tăng phúc, tăng thọ, sẽ được giảm tội, tiêu nghiệp. Yên tâm, cái đó là cái được rồi. Hỏi tiếp về đấy, về thế đứa con dâu nó bao nhiêu tuổi? Bảo 25 tuổi. 25 tuổi gì? Tốt, không phải là cái tuổi kim lâu, cho nên được, cưới được, tốt quá rồi. Con trai kim lâu nhưng trạch phúc nó kéo lại. Con gái 25 tuổi, con dâu 25 tuổi đẹp rồi, thôi cưới về, cưới cho nó xong. Thế là yên tâm, đúng không? Đấy. Phật giáo và dân tộc nó ở chỗ đấy đấy các quý vị. Làm cho dân an, làm cho dân tin, làm cho dân không bị u mê, không bị đi vào con đường tà kiến, mê tín, dị đoan, thì đấy là đã và đang góp phần xây dựng cái nền văn hóa, cái cuộc sống tốt đẹp cho đất nước Việt Nam chúng ta, còn gì nữa các quý vị? Đó chính là đạo pháp dân tộc, còn gì nữa? Đó chính là gì? Là Phật pháp á, luôn luôn song hành cùng với gì?
quốc gia và dân tộc còn gì nữa các quý vị.